trọng kính chào quý vị và các bạn học viên. Hôm nay Lan Nghi rất vinh dự được giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn món bánh có tên gọi là rau câu Sơn Thủy. Từ rất xa xưa, nhân dân ta đã biết đến rau câu như một món ăn ngon miệng, thanh mát, tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân cho quý chị em phụ nữ. Và đặc biệt, trẻ con rất thích món bánh này. Trong tất cả những món bánh được làm nên từ rau câu, Lan Nghi đặc biệt tâm đắc với rau câu Sơn Thủy. Bởi rau câu Sơn Thủy đã mang cái hồn quê Việt Nam, mang sông nước hữu tình vào trong bức tranh tuyệt đẹp đó. Và điều đặc biệt ở đây, mỗi tác phẩm các bạn làm ra ngày hôm nay, ngày mai lịch sử sẽ không lặp lại. Các bạn muốn làm nên một tác phẩm y như tác phẩm ngày hôm trước, chắc chắn là không được. Chính vì sự không lặp lại đó, rau câu Sơn Thủy đã mang đến cho chúng ta những điều mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Và về hương vị thì rau câu Sơn Thủy làm cho người thưởng lãm luôn luôn nhớ đến, bởi vì hương vị rất đặc biệt của nó. Trong món bánh này có sự kết hợp của màu trắng từ sữa và cốt dừa, có hương vị đậm đà thơm ngon của cà phê và màu đen huyền bí, cũng như có màu xanh dịu mát của lá dứa, tạo nên một sản phẩm vừa ngon miệng vừa đẹp mắt. Sở dĩ có tên rau câu Sơn Thủy bởi vì các bức tranh mà rau câu Sơn Thủy tạo nên như sông núi, như mây trời, đôi lúc là một bức tranh ẩn hiện dưới những làn nước trong xanh. Và điều đó luôn làm nên sự tuyệt vời của rau câu Sơn Thủy. Các bạn thân mến, rau câu Sơn Thủy đã có từ rất xa xưa, nhưng trong quá trình làm nghề, Lan Nghi đã phát triển và sáng tạo thêm để cho nó mang cái dấu ấn đặc biệt, chỉ mang dấu ấn riêng của Lan Nghi mà thôi. Đến với khóa học này thì các bạn sẽ được Lan Nghi chia sẻ tận tình những kiến thức, những kỹ năng liên quan đến món bánh rau câu Sơn Thủy. Đầu tiên, các bạn sẽ được tìm hiểu về nguyên liệu, về dụng cụ để thực hiện món bánh này. Các bạn sẽ được học những kỹ thuật từ sơ đẳng nhất đến nâng cao để tạo nên những tác phẩm từ đơn giản đến phức tạp, những tác phẩm chưa trang trí và những tác phẩm đã có trang trí, từ những tác phẩm bình thường nhất đến những tác phẩm đỉnh cao nhất. Là người xin chia sẻ với các bạn tất cả những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà mình đã có được trong cái quá trình làm nghề của Lan Nghi. Các bạn thân mến, Lan Nghi sẽ vui vẻ và sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn mọi lúc mọi nơi, đồng hành cùng các bạn cho đến chặng đường cuối cùng của khóa học. Chúc các bạn luôn luôn may mắn và thành công với món bánh này.